Thật là đàn bà mua mới giỏi chứ về người ta khen hay là mới giỏi. Thật là nó cứ đơn giản. Thật. Ông đàn bà mình mà thấy là hay là cái tầm của chị nó cũng lên chứ còn đàn ông mà. Chị hát hay lắm, chị vừa hát hay. Hát cơ. Nó đậm, xin đọc hơi hay đấy. Đấy các anh em đấy, trong vòng một nốt nha, quyết định lấy ngay cho mình về bộ combo SH1800 và đẩy X7 DAC mic VK321. Chị cũng chia sẻ luôn, đàn bà mua mấy máu chứ còn các đúng rồi, đàn bà mua mấy máu. Đúng rồi. Mấy tụt hẳn cái khẩu trang cho nó soi mặt mày hả? Như chị có nói là đàn bà mua mấy máu và mua về hay nó mới là đáng nể. Nếu là uy tín cửa hàng thật đấy chứ. Nếu mà không thì ra đông thì đơn giản. Đi về chỗ nhà Zika đi, vào xem thăm dò Nhung có đang mua bộ karaoke. Alo. Về đây đi, về thăm dò tư vấn nó. Lên đây này. Nhung nó đang đang sầu quá khổ chứ nào. Chị hát hay lắm, chị vừa hát hay lắm. Hát cơ. Nó đậm, xin đọc hơi hay đấy. Đấy các anh em đấy, trong vòng một nốt nha, quyết định lấy ngay cho mình về bộ combo SH1800 và đẩy X7 DAC mic VK321. Chị cũng chia sẻ luôn, đàn bà mua mấy máu chứ còn các đúng rồi, đàn bà mua mấy máu. Đúng rồi. Mấy tụt hẳn cái khẩu trang cho nó soi mặt mày hả? Như chị có nói là đàn bà mua mấy máu và mua về hay nó mới là đáng nể. Nếu là uy tín cửa hàng thật đấy chứ. Nếu mà không thì ra đông thì đơn giản. Hiện tại chúng em luôn luôn sẵn những cái dòng loa cao cấp phục vụ các anh em như SH1500, SH1800 và B12. Các em có thể liên hệ chúng em qua số hotline là 0963889192 và 0965503387 hoặc đến tại địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp nhé. Em cũng xin khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.